bánh chè nhá. Bữa nay là cũng là cái chảo quyền thoại này đây các bạn ơi. Các bạn biết làm gì không? Đây, mà chè bánh nghiên cứu đây các bạn. Con gà mái đẻ người ta làm sẵn nha các bạn, không chè không bao giờ làm đâu nha. Người ta làm sẵn rồi bán cho mình nha các mọi người. Gà mái đẻ đã không? À, các bạn biết làm gì không? Ốp trứng, ốp trứng. Mình hấp, hấp với cải, với gốc hành. Đây mọi người, pha phát luôn. Mình chiên trước đi nha. Mình đẩy lại. Mềm chút đi. Rồi, đẩy lại mọi người ơi. Các bạn ơi, trời ơi, nó co, nó đã mọi người ơi. Ồ, nêm nếm, để gần ngon. Hơi lạc chút nhưng mà không sao. Rồi chấm muối. Lạc thì để vô được. Trời đất ơi. Cái trứng này các bạn đã không nè mọi người. Ăn dụng đi à. Thì vậy nè mọi người ơi. Đã qua. Hôm nay ăn với Thánh ăn đầu chọc. Hôm nay Thánh đầu chọc hết nhậu rồi. Thánh ăn đầu chọc bữa nay là hết nhậu rồi mọi người. Đó, bây giờ đồ chín rồi góc thì hành mình bày cải vô nha các bạn. Ồ, gà hấp cải với gốc hành, cải xanh. Ồ, mọi người ơi, đã qua. Quá. Gốc hành nó bự. Qua mề. Qua mề, qua mề. Rồi. Rồi. Chín rồi các bạn ơi. Mà này vừa chín thôi các bạn chứ nhiều quá chín quá thì cũng không ngon, mà sống quá thì ăn cũng nằm nha mọi người. Cũng hơi khó ăn. Trời ơi bà chè bà làm rồi nè. Bà làm bà chè bà làm cho ông đồng trọng cũng ăn cho ông sung nhiều quá. Mọi người ơi. Giờ mình gấp ra cái mâm nha các bạn ha. Đây là con gà chín rồi nè mọi người. Trời đặt câu chín ông đồng trọng ơi đã không? Ồ quá đã. Bữa nay ông đồng trọng ở nhà rồi các bạn. Ông hơi ông bữa nay ông không có đi bơm. Nè ông Khánh Hồng thì ông đi đâu mất tiêu rồi. Bơm đâu bơm hoài vậy ông? Bơm hoài cho tiêu rồi. Chết hay gì? Gà này mọi người. Trứng này. Gì cái trứng? Ủa ông có trứng rồi, ông có ăn trứng hả mập? Ăn cội trứng. Đấy mời mọi người nha, trứng đã không? Bà chè bà cho ăn rồi, gốc hành quá trời vậy nè. Rồi, rồi xuống không? Thôi giờ cắt ra. Cắt ra. Ồ cái trứng này. Bữa Thánh ăn cái tàu hình như là ăn nguyên con này phải không? Ông có trứng nè, các bạn ơi cái trứng này. Đây cái trứng nha mọi người, đã lắm. Nè là giờ ông nửa con tôi nửa con không dạ? Đó. Thôi nói chung ai ăn nó chắc thì nó xé đi ha. Mời mọi người nha. Gốc hành này các bạn. Ăn vô thì buổi chiều nay chắc không có hành nè. Chắc không có hành mà chè quá. Phải hành mà. Mời các bạn nha. Thôi mời cả nhà ăn cơm nha. Xuất sắc mọi người. Trời ơi nó đã. Ôi. Y như nước gà hấp vậy. Nay bà bữa nay bà chè bà nấu cũng ít không vậy? Nấu có xèo ha. Nay tính đâu có mình, nó tính đâu. Có mình tôi không? Ai nhà ông đâu ông về? Ông kêu tôi nhậu hoài tôi chết luôn á. Tính đâu hên xui. Không mà chết chóc gì. Lâu lâu rồi. Bia làm có 30 lon mà chết chóc gì. Lâu lâu mình chích chích của mời cả nhà chứng nha. Ngon quá mọi người. Các bạn nói sao mà ác quá. Trong chè làm thật ra tôi chè không có làm. Mua mà chở các bạn. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là gà này nó đẻ hết được rồi. Nó đẻ không còn chất lượng nữa. Trứng nó còn trứng bự nữa chứ. Rồi mấy trứng nhỏ là hết rồi. Hết đẻ nữa đó. Người ta mới tiễn rồi. Như là nó bị năng á ha. Uống nhau vậy đó. Không năng. Cái như cái trứng. Đấy gà nó đẻ cái trứng nó chất lượng nó không còn. Đấy, là ăn, ta mới làm ta bán ăn nhiều quá nó bị năng á. Nó coi làm ta bán. Cái mốt tôi bị năng đu quá. Thôi rồi, thấy ông đang chắc rồi. Thấy ông đang nghe không ấy. Nó cởi đi. Hết đẻ rồi đó. Cởi đi. 100kg còn nữa không năng. Này bị sướng này các bạn. Bà chọc. Ông ăn này nói không? Đẹp. Ông nói không nữa để tôi ăn. Ông hỏi mình chưa trả lời cho ông trả lời luôn rồi. Ông không ăn được các bạn ơi. Ngon. Không ăn này không được. Ngon quá. Thôi mời cả nhà cái đậu gà nha. Đậu gà nha. Quá trời rau. Con chè làm một gỗ rau. Nhưng mà cũng hết trơn rồi các bạn. Mời các bạn nghe. Khổ rau chứ cũng hết trơn.
luôn, ngã mặt coi. Ngon quá mọi người. Ngon, dai nha. Gà dai ha. Ngon. Ngọt các bạn. Cô cắn cái mọng gà cái nghe sự 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 sự. Mà cắn mọng gà sự sự. Gà nghe mùi vô. Mùi dê. Mùi gà. Gà này nó dai giống như gà trường ha. Dây cặp nhí nhí đi. Đâu rồi cái dạng ơi. Giờ mình tới cắt gà. Ôi cái đằng đi. Cắt gà hai luôn. Hấp nó ngọt y gà vườn nữa các bạn. Rồi nãy giờ mình lo thịt gà không cả nhà, giờ mình ăn miếng cơm cả nhà. Nước hấp lấy ra ngon được tô nè các bạn. Quá ngọt. Ngọt ngay luôn. Mời cả nhà nha. Không đâu. Đây. Ngày bữa ông hánh cái tàu, ông làm cưới cưỡi phẩm, ông làm hương gà luôn. Hánh cái tàu, bữa anh xếp phạm là thử thách ông. Dài lắm nghe mọi người. Đâu thử thách mệt cái ức kìa. Nè không. Bạch. Giờ không thèm lém xỉa tới luôn á. Chú Bạch nó càng ngon. Không đâu biết ăn. Con luôn mà mập. Nguyên nó cắn. Để mà không đủ hậu quạo. Thôi, thế ông ăn thiếu rồi nhường nhau á. Thôi để coi ông giận nữa mất công. Thôi ông ăn thịt đi. Thôi rồi. Nè, để cậu cháu ăn làm gì đủ chứ để mình ăn không rồi. Ông thiếu rồi nha. Lâu lâu nó ăn lật, nó ăn cái bọt. Chạy ăn rau được rồi. Hãy nhận cho con cháu năng ăn cái buồn giống như thánh ăn cái tàu. Cho vô hai tạ luôn. Anh đứng thôi mà giống như con gà đó nè, năng mới ăn con... cho nó mập mập lên năng luôn nè. Mới con đà gữ à. Cái trứng này mọi người. Trứng này nó muốn lớn rồi, muốn đẻ rồi. Sắp đẻ rồi.
bỏ cái vỏ. Đó, để dành cho cameraman đi. Cameraman thích cái trứng á. Trứng vậy đó hả? Trời, cũng làm lá hết dĩa cơm mình nè. Không phải bị đau gì không? Nông chè thì hết dĩa rau, nông rau luôn rồi. Càng ngon hết bạn. Thôi, mình cắt miếng gà ra cả nhà ơi. Đó, cắt thôi, cắt thôi. Thật đã quá. Mình cắt ra mình cầm đi để mình cầm nguyên cục. Thấy mắc cả rồi. Nó có nửa con. Đó, cũng chưa có tí dầm chưa vừa. Ngon. Ngon, ngon thiệt. Đó. Rồi, mời cả nhà hoạch nha. Nay là vẫn 20 Tết hả? 26 à? 26 rồi. Mau quá. 3 ngày nữa là tới rồi. Trời ơi, gà muốn no các bạn. Ngon quá ngon. Chứ dĩa rau đó cả ký rồi. Anh nãy mình không cố. Để vô nó xèo lại mà. Mập nó không ăn rau, nó ăn thịt cho anh. Ăn rau chiên đó cả nhà. Hôm nay không mớt hơn cái gì đẹp. Nãy giờ cái chục chai. Cái vậy ớt này mà chè bà mua không đúng chỗ rồi. Ôi, cục hạch nãy rồi, giờ mình mời cả nhà cái cánh nha. Gẹp cánh bay cho le. Học cánh thôi, mốt có nhậu luôn, mình bay luôn nè. Ừ, đúng rồi, nhậu bay luôn. Để anh vợ nó gượt rồi, để em kẹp bay. Anh vợ gượt chạy rồi, kẹp nó mập vậy, kẹp nó. Mập thêm cánh bay rồi. Rau mập. À. Không rau hả? Đây luôn. Giống số. Cả bên thịt bên rau. Mình đang thịt mỡ kia mình ăn rau. Không quá mọi người. Khai xanh rồi. Mời các bạn. Quá ngon. Thôi giờ tới màn gần cuối cùng mình bỏ nữa cả nhà ơi. Bỏ đũa hả? Bỏ đũa, bỏ đũa. Bỏ bơi đi. Bỏ đũa, cầm muỗng hả? Bỏ đũa, cầm muỗng đi. Thôi mời cả nhà nha, gần hết rồi nha cả nhà. Ăn vụn gà quá mặn. Con gà các bạn biết sao, nó giống như là gà vườn. Cảm ơn mọi người. Hả? Thì hơn nửa gà ăn rồi hết luôn hả? Cái đống xương nè. Thì gán đi, ăn đi. Trứng này bà chè ăn không? Ăn. Bà chè mê, xin lại cái trứng. Thôi mà chờ mập chút xíu các bạn ơi. Vừa no. Ăn gì nó hồi nữa mình còn đi đạp nữa các bạn. Tinh thần review còn đi đám luôn rồi. Ảnh rồi các bạn. Thành ra là cũng có thể là đi review ở ngoài được. Rồi có chỗ buôn bán chỗ này bán chỗ kia bán rồi mình. Hết luôn các bạn. Đúng. Còn con gà đó để cho ai hả? Cho tao hả? Đùi cái lòng. Nói nè. Thơm ngon cái hộp cơm đi dành đi. Ghét hoài. Ghét cơm rồi.
Cảm ơn các bạn đã thích video này nghe các bạn. À, các bạn nhớ bấm like nha các bạn. Chia sẻ rồi bấm đăng ký cho kênh Tâm Trẻ Vĩnh Long nha. Cũng như Thánh Hàng Đồng Chọc. Hey, chào cả nhà. Vậy chào tạm biệt nha. Chào tạm biệt các bạn nghe. Hẹn lần sau mọi người. Hey,